Trong clip này hãy cùng Tokyo Camera tìm hiểu cách kích hoạt sản phẩm DJI FPV Combo. Đầu tiên, tải phần mềm DJI Fly bằng cách quét mã QR xuất hiện trên màn hình. Phần mềm cũng có thể dễ dàng tìm thấy trên Apple App Store hoặc là CH Play. Với lần đầu tiên sử dụng pin, chúng ta cần kết nối với bộ sạc và sạc trong vòng khoảng 1 phút để kích hoạt viên pin. Kết nối kính Google với pin của kính, mở phần bảo vệ gimbal và tháo phần phim bảo vệ ban đầu của gimbal. Để bật pin, bấm và giữ một lần trong vòng 3 giây. Cũng thao tác tương tự với pin của kính và tay điều khiển. Kết nối cáp OTG qua cổng USB-C trên kính và kết nối với điện thoại qua dây sạc. Sau khi ba thiết bị được kết nối với nhau, làm theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu kích hoạt sản phẩm. Sau khi kích hoạt thành công, để sử dụng, hãy đảm bảo rằng bạn đã sạc pin cho cả kính, tay điều khiển và máy bay. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ tất cả các quy tắc an toàn trong mỗi chuyến bay. Chúc bạn có những chuyến bay an toàn. Sản phẩm DJI FPV đang được phân phối chính hãng tại Tokyo Camera. Hãy tham khảo tại tokyocamera.com. Xin cảm ơn.